Rồi ông vỗ đùi cái đét Xoa xoa đầu thằng con Thằng này thế mà giỏi Thằng này thế mà giỏi Kim mộc thủy hỏa Còn thiếu thổ xem nào Khuyết danh chi thanh long Thanh long tại hướng đông Chắc chắn là ở hướng đông Ai chả Nhưng cha chưa hiểu mấy dòng ở trên Cậu tiến ngồi trong lòng cha Cậu nghe cha nói mà chẳng hiểu gì Cha ơi Cha nói cái gì Tiến nghe không hiểu Ông bế sốc nách cậu Tiến lên Thì thầm với cậu À Cha đang chơi trò tìm kho báu Kho báu á Không có bản đồ Thì làm sao mà tìm được hả cha Bản đồ Chỉ có thứ này thôi Ông đưa cho cậu Tiến tờ giấy Cậu tiến cầm lên đọc Mộc chi dần máu nhật Hòa chi tị ngọ nhật Kim chi thân dậu nguyệt Thủy chi tí hợi nguyệt huyết danh chi thanh long Cha ơi Đây mà là bản đồ à Cha cũng chẳng rõ nữa Tự dưng mắt cậu tiến sắc lại Cậu nói giọng lanh lành Rồi bỏ đi Cha ơi Chẳng phải nhật là mặt rời là buổi sáng Nguyệt là mặt trăng là buổi tối hay sao Ông mải đắm chìm vào suy nghĩ Không để ý rằng Con ông đã không còn là con ông Ban tối ông lại ngồi ngoài hiên Mở tờ giấy ra đọc đi đọc lại Mộc chi dần máu nhật Hỏa chi tị ngọ nhật kim chi thân dậu nguyệt thủy chi tý hợi nguyệt khuyết danh chi thanh long ừ, mộc thuộc ngày dần mão hỏa thì thuộc ngày tị ngọ kim thuộc ngày đêm dậu thủy thuộc đêm tý hợi khuyết danh thuộc thanh long câu cuối chắc chắn là vị trí các cụ chôn của nhưng mấy câu trên ta có phần chưa hiểu dần mão tị ngọ thân dậu tý hợi nhật nguyệt đột nhiên cha cậu chính đập bàn dầm một cái a à, ta hiểu rồi hiểu rồi ngày mộc chỉ được đào của nhằm giờ dần giờ mão ấy là lúc mặt trời gần sáng nên biên vào chữ nhật ngày kim nhằm giờ thân dậu mà đào lên, bấy giờ là trăng lên, nên biên chữ nguyệt. Ha, <laughs> thế mà chẳng nghĩ ra. Ông vào buồng trong, lục ra chiếc hộp chân truyền, cầm miếng gỗ quấn chỉ lên. Ông thầm nghĩ, các cụ không để lại khẩu quyết hẳn đây là tín vật. Ông trao mày nhìn lại trong hộp, còn một con rồng nặn bằng đất. Thật sự giống y hệt con rồng cậu tiến đưa cho ông chiều nay. Thực sự, hai con rồng đất quá giống nhau. Cha cậu chính chăm chăm nhìn vào hai con rồng cảm thán. Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Ông không kiềm nổi sự tò mò, nên ngay lập tức sang buồng cậu tiến. Cậu tiến bấy giờ đã ngủ, ông lay cậu dậy. Tiến, dậy con. Cha đấy à? Cậu Tiến rủi mắt ngáp dài rồi nhổm dậy. Cái con rồng đất ý, con kiếm ở đâu đấy? Ừ, ở vườn sau nhà mình. Cha ơi, Tiến buồn ngủ lắm. Chưa nói dứt câu, cậu Tiến đã gục xuống ngủ khỉ. Cha cậu chính trở về buồn ông vắt chân chữ ngũ nằm suy nghĩ tờ mờ sáng hôm sau ông đã cho gọi những gia nhân thân tín nhất của ông lại ngày đợi giờ khởi sự trăng mờ khung cảnh vẫn như năm ấy thưa cụ đã bật được nắp hầm rồi khá lắm tao chắc chắn sẽ không để chúng mày thiệt đâu Thưa cụ, chúng con xin xuống lấy luôn nhé. Khoan, dục tóc bất đạt, chúng mày cứ để chứng khí bay hết, ngậm gừng rồi vò nát, vò nát lá trầu bôi lên người mau. Chuẩn bị xong xuôi, ông cùng đồng bọn bước xuống hầm. Cả đám người đi mãi đến một cánh cửa khá lớn. Trên cánh cửa lõm xuống một vết tựa như hai con rồng quấn chặt vào nhau, cha cậu chính lôi hai con rồng đất ra áp vào vết lõm, vừa in cánh cửa địa đạo rầm một tiếng rồi mở ra, đám gia nhân trong đèn lên xem xung quanh, thước cụ có chỗ châm lửa, bấy giờ đám người mới để ý dọc bức tường địa đạo có những phần nhô ra để thắp đèn lại có thứ cỏ bùi nhùi có sẵn ở đó nữa đứa gia nhân chuẩn bị ghé lửa vào trông ông liền cản lại khoan để tao xem cái đá cha cậu chính lại gần xem đám bùi nhồi vừa gắt lên Địt bu chúng bay suýt nữa thì ngày này năm sau là ngày rỗ của tao với chúng mày ông chính cầm đèn đi tiếp ông nhận ra đó là thứ cỏ độc. Chỉ cần hít phải một chút khói của nó là đã uể oải rồi tắt thở. Kể ra cụ lớn cũng thật biết lo xa. Đám gia nhân thì chẳng biết sao, chỉ biết đi theo ông. Ơ, à, rồi sao nữa mày? Tôi không kiểm chế được, lay tay thằng bạn tôi. Thằng bạn tôi ngáp dài một cái. Có thực mới vực được đạo xuống bếp nấu cho bản cung bát mì, bản cung kể tiếp cho. Củ lạc giòn tan, tôi nhớ là nó vừa hốc xong cơ mà. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, tôi cũng cảm thấy đói rồi. Lại là cảnh hai đứa ăn no nằm ánh bụng. Ê, mày ơi, ăn no buồn ngủ quá, Mai tao kể tiếp nhá Ơ ờ, mẹ mày Thế bây giờ mày thích cái gì nào Thích tao xẻo miếng nào trước Miếng xúc xích gân nhá Rồi 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 Nó tiếp tục kể Năm ấy cha cậu chính đào được của Ông đã giết hết đám gia nhân Để bịt miệng Giống như cụ lớn làm Với đám gia nhân của cụ khi xưa Về phần xác nhài Cái xác vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu phân hủy nhưng chạm vào một cái xác của nhài tự dưng hóa thành tro bụi ở phía xa trong góc tường có một bộ xương bí ẩn mà người ta cho là của một người đàn ông cha cậu chính lấy được của mừng quá chẳng nhớ khép lại thế đất cứ lấp đất lại để đấy đến một ngày nọ bẩm hai cụ trong kinh truyền tin cậu cả đậu tiến sĩ thằng chính thằng chính nó đỗ tiến sĩ cả ôi con nam à mô a di đà phật con lạy bốn phương trời mười phương phật con lạy bà cố ông sơ mẹ cậu chính mừng đến phát khóc bà ta chạy ngay lên hương án hấp mấy nén hương rồi lại sai gia nhân giết bò ăn mừng chờ ngày cậu chính vinh quy bái tổ Ấy nhưng mừng chẳng được bao lâu Ngày cậu chính về vinh quy bái tổ Cũng chính là ngày người ta rước linh cữu của cậu về Cậu chính chết đuối Lạ thay đoàn thuyền mấy chục người Chỉ có ông tân tiến sĩ là mắc nạn Cha cậu chính đỡ đẫn Mẹ cậu than trời trách đất Khóc ngất bên quan tài con Rồi một ngày nọ người ta thấy bà treo cổ trong buồng. Điểm trùng tang, cậu tiến mấy tháng sau cũng lên cơn sốt mà chết trước khi cậu mặt mày tái xanh, tóc tai rú rượi khảo thét. Mày giết con bà, mày giết con bà, thằng xíu, tên tục của cụ lớn, mày giết con bà, quả báo, quả báo cho nhà chúng mày. Đến bây giờ cha cậu chính mới sực tỉnh thì đã quá muộn. Ông đã quên yểm lại để con tinh kia thoát ra. Và từ lúc ấy, cái giếng mới được xây lên để trấn lại khu đất ấy. Vừa làm lễ xong, cha cậu chính phát điên phát dại, rồi lại một ngày xấu trời, ông hợp máu lăn đùng ra chết mày bảo con cháu bà cả chết hết cơ mà ừ rồi cứ thế mỗi tháng lại có một nhà phát điên rồi học máu chết kể cả có đi tha phương cũng không cứu vãn được ừ nhưng mà lúc đó con cháu của bà hai đâu con cháu bà hai lúc đó sang bên vân nam trung quốc đến đây tôi đã thấy thằng bạn có dấu hiệu phê phê nên hai đứa lên giường ôm nhau ngủ hẹn sáng mai kể tiếp bật mí là đầu câu chuyện sau khi ăn no nê chúng tôi ra vườn vải kể cho có không khí này này hôm qua mày kể đến đoạn con cháu bà hai đều ở vân nam thế là như thế nào cả con ma nhập vào cậu tiến nữa Nàng hầu kia thành ma câm ma mù, làm sao có thể ra khỏi cái khu đất ấy? Cứ từ từ để tao giải thích. Ngày ấy, cụ lớn cầu bốn đồng tử, chấn bốn góc đất, tức là cần bốn đứa trẻ trai gái dưới 15 tuổi, để làm lính canh cho kho báu của cụ. Vừa hay, vợ đứa ở tên Khoai là Thị Thu, có bốn đứa con trai. Sau khi trả công cho thằng Khoai mấy nén bạc, cụ lớn tính đến chuyện diệt khẩu. Hay, thật tiện cả đôi đường. Người ta cứ ngỡ rằng thằng Khoai sau khi tàng tự với cô Nhài đã bị cụ lớn đuổi đi biệt xứ. Nhưng cụ lớn lại tạo điều kiện cho nó tàng tựu với cô Nhài ở dưới đáy mồ mới hay chứ. Cụ lớn chôn sống thằng Khoai cùng cô nhà. Trăng mờ, bốn đứa trẻ con bị bịt miệng, bịt mắt. Cụ lớn ra lệnh mổ bụng mấy đứa trẻ, rồi nhồi cỏ khô và quét keo sơn lên người chúng. Bốn chiếc quan tài chôn tại bốn góc đất. Thị Thu bị chặt đầu ngay tại gốc chuối gần đấy. Này, cái chỗ bà ấy chết là chỗ tao với mày đang ngồi bây giờ đấy. Ừ, thế cây chuối đâu? Tôi ăn ngay một cái củng vào đầu. Chuối nào được đến trăm năm hả mẹ? Với lại sau này, nhà tao trưng dụng trồng vải hết. Ừ, thôi kể tiếp đi. Trước kia cụ lớn biết lo xa, xây hầm tại hướng chính đông, dương khí mạnh nên áp được những con tinh kia. Nhưng từ khi cha cậu chính mở hầm mà không khép lại thế đất, ông ấy cũng không để ý tới tứ chấn đồng tử nên mới xảy ra cái cơ sự này. Kể cả xây giếng kia cũng chỉ áp chế phần nào nàng hầu, chứ thị thu đã thoát ra khó lòng mà áp chế. Vậy con ma nhập vào cậu Tiến là thị thu à? ừ nó đã thoát ra từ hồi cậu tiến vào chơi nó khiến cậu tiến đưa con rồng đất cho cha cậu lại khiến cậu gợi ý cái tấm bản đồ toàn chữ kia lại nói về con cháu bà hai ngày đó ông thầy pháp người tàu đã xin đem theo hai cậu con trai của bà hai với lý do trông chúng thông minh đĩnh ngộ thực ra ông muốn cứu chúng khỏi quả báo mà cha chúng đã gây nên hai đứa con của bà hai sang tàu một người không may mất sớm người kia học một biết mười chẳng mấy chốc đã thành tài bên đất khách mà nói đất khách cũng không đúng vì cụ lớn vốn gốc người tàu mãi đến đời ông tằng ông tổ gì đấy nhà thằng bạn tôi người bên An Nam sang tàu báo rằng nhà nó đã không còn một ai, cụ ông mới dắt díu vợ con về nhận lại nhà cửa. Lúc bấy giờ cụ ông vẫn còn trẻ khỏe, đẹp trai cao to. Giờ tôi nghĩ cụ bớt đẹp trai rồi. Ngày đó khi cụ Huỳnh trở về, cụ đã lập đàn lễ giao đấu một trăm ngày đêm với con tinh tên là thị thu bộ cốt của bốn đồng tử cũng bị quật lên tiêu hủy rồi cụ đánh tan hồn phách của chúng kể ra cũng mất phúc mất đức lắm chứ thế một mình cụ mày cân hết à không mày bảo một con tinh mẹ đã mạnh rồi huống hổ bốn con tinh con nữa cụ phải nhờ đến những đồng môn của cụ bên tàu mới diệt được năm con tinh đấy. Này, thế ra bố của cậu chính không giỏi bằng cái cụ Huỳnh này nhỉ? Thằng bạn tôi lắc đầu. Không phải không giỏi bằng, mà đến cái vận thì nó phải thế. Cụ Huỳnh chấn xong khu đất. Cụ bảo ban con cháu rằng không ai được bén mảng ra đấy. Vì cụ chẳng tài nào chấn nổi hoàn toàn cái thế đất ấy. Từ đó, cụ bốc thuốc cứu người, giống y hệt như hải thượng lãn ông tái thế. Người ngoài nhìn vào cho rằng cụ nhân đức. Nhưng lý do chính là cụ muốn giảm bớt nghiệp chướng mà dòng tộc cụ đã gây ra. Nghiệp chướng quá lớn, dòng họ thằng bạn tôi mỗi đời lại có một người không ốm yếu bệnh tật thì cũng chết yểu. Mà nếu không chết yểu thì lại gặp cái cơ sự gì đó cho đến đời thằng bạn tôi nó mới là nhân vật chính của câu chuyện à, Chí Cường có nghe một cái đoạn kết ở trên audio là chính uh, tác giả cá à, bạn ấy kể lại là cái cậu bạn này của bạn ấy uh, cũng là cái người gánh nghiệp trong uh, cái đời này thế nhưng mà vì một cái lý do nó cũng rất là tâm linh tế nhị, thế cho nên là tác giả của chúng ta, bạn ấy không viết vào trong cái phần kết của câu chuyện mà chỉ đọc theo dạng audio và trí cường cũng sẽ xin tóm tắt lại cái phần kết nghĩa là cái cậu bạn này của cô cá đó thì trong một lần chơi ở trong vườn vào năm khoảng 6 tuổi thì cũng đã từng bị một cái thế lực nào đó kéo chân xuống dưới giếng và à, cậu ta có kể lại rằng là cậu ta đã vùng vẫy rất là nhiều nhưng mà càng lúc thì càng bị kéo xuống giếng lâu hơn và rồi cả nhà đi tìm cái cậu bạn của cái tác giả của chúng ta và cuối cùng thì họ cũng làm một cái phép và tìm ra cái cậu này thì đáng lý ra cậu này là người được chọn nhưng mà vì là cậu ta sinh vào ngày dần giờ dần và tháng dần nữa làm cái người mạng rất là dày. Thế cho nên là cậu ta đã thoát được cái kiếp nạn. Lúc đó thì cậu ta mới chỉ có 6 tuổi thôi. Thế nhưng mà cậu em trai của cậu ta thì không may mắn như vậy. Lúc đó cậu bé mới chỉ khoảng 2 tuổi và đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo và qua đời. À, đó là cái uh, nghiệp mà gia đình cậu phải gánh đến đời cậu. Và đến khoảng năm 2005 thì cái cậu bạn của tác giả À, gặp một người phụ nữ và kết hôn rất là hạnh phúc. thế nhưng mà không may vợ và đứa con trong bụng của vợ cậu thì đều mất trong lúc mà vợ cậu hy sinh và tác giả của chúng ta thì có đọc cái đoạn kết này trong nước mắt và trong một cái sự tiếc thương vô hạn dành cho một cái cậu bạn thân của mình à, với tất cả cái sự tôn trọng dành cho tác giả à, cũng như là cái người nhân vật chính trong chuyện thì trí cường coi đây là một câu chuyện có thật à, và hy vọng rằng là gia đình của cái nhân vật chính này thì sẽ sớm giải được cái nghiệp mà từ thời cũ tổ đã để lại cho con cháu.